chào quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đoàn công tác của Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Lê Thành Long dẫn đầu đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh về công tác thi hành án dân sự và theo dõi án hành chính. Từ đầu năm 2022, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác. Ngay sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, đơn vị đã tập trung tổ chức thi hành xong hơn 12.500 việc, tương ứng với gần 10.000 tỷ đồng. Đặc biệt, công tác thu hồi tài sản được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đã thi hành xong 22 việc, thu hồi trên 5.000 tỷ đồng. Hiện nay, đối với các án thuộc diện Trung ương theo dõi, không phát sinh khiếu nại, tố cáo. Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố cần tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thi hành án, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đơn vị cũng cần ưu tiên nguồn lực, tập trung tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả các vụ việc thu hồi tài sản, không để xảy ra sai sót, vi phạm trong thi hành các vụ việc. Thưa quý vị, bên cạnh việc thúc đẩy phủ vaccine phòng COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên cả nước áp dụng chiến thuật đánh chặn từ xa, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. Nhờ đó, dù số ca mắc tăng cao, nhưng tỷ lệ ca chuyển nặng và tử vong giảm rõ rệt. Không dừng lại ở dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục duy trì chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ cho tất cả các loại bệnh lý khác. Ông Đinh Văn Huệ, ngụ phường 15, quận 10, đã ngoài 90 tuổi, vừa qua ông test nhanh cho kết quả dương tính với COVID-19. Sau khi khai báo với trạm y tế để được hỗ trợ điều trị tại nhà trong vòng 7 ngày, nhân viên y tế phường đã đến lấy mẫu xét nghiệm lại và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sau khi có kết quả âm tính. Phường quan tâm chỉ đạo cho cái trạm y tế cử người đến tận nơi, test trực tiếp, rồi kết luận, rồi hướng dẫn người ta là mua những lũ thuốc gì hoặc là có cái cấp cho người ta cái gì, còn không có thì gây đơn để người ta đi mua, rồi theo dõi là hàng ngày thông qua cái liên lạc y tế. Thưa quý vị, chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang được ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh thực hiện tại phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân viên y tế của phường 15 đến tận nhà người dân để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho những F0 trong nhóm nguy cơ đang điều trị tại nhà. Phường thì cũng nhanh chóng triển khai cho hệ thống trị khu phố, tổ dân phố, cũng như là tổ Covid cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, gà từng người để kịp thời bổ sung vào danh sách nhóm nguy cơ của phường đang quản lý. Cơ bản là nắm chắc được những người chưa tiêm vaccine để tiếp tục là tiêm vaccine khi đúng thời gian, đúng quy định. Với tỷ lệ phủ vaccine đạt 100%, những ngày qua, trạm y tế phường 15 quận 10 luôn tất bật với các công tác xét nghiệm. Trong 900 mẫu tầm soát có 9 ca dương tính, đã tiến hành cấp phát thuốc và hướng dẫn F0 điều trị tại nhà, kết hợp tuyên truyền cho người dân các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Thì hiện nay thì còn khoảng 34 các cô chú chưa tiêm mũi 3, thì kế hoạch trong tuần tới thì phường sẽ tiêm cho các cô chú được cái mũi 3 trong cái đợt tới. Những cô chú mà không đi được thì y tế đến trực tiếp đến nhà để tiêm cho các cô chú. Tại phường 5, quận 5 tuần qua, số ca nhiễm đã giảm đáng kể, chỉ còn 10 ca. Ủy ban Nhân dân phường và y tế phường vẫn đang tích cực rà soát, xét nghiệm tầm soát cho những người trên 65 tuổi thuộc nhóm nguy cơ để có thể kịp thời phát hiện và điều trị tốt nhất. Đến thời điểm này thì phường 5 đã có cái độ phủ vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ mà tiêm đủ mũi là đạt 115%. Và trong thời gian qua, một cái nỗ lực của phường là chúng tôi cũng đã triển khai tiêm vaccine tại nhà cho những người mà không đi lại được. Đây là những người thuộc nhóm nguy cơ mà chúng tôi cũng rất là quan tâm. Việc mở đợt cao điểm của chiến dịch tại thời điểm hiện nay hướng đến những người thuộc nhóm nguy cơ cao là rất cần thiết, nhằm giảm số trường hợp mắc COVID-19 nặng và góp phần giảm tử vong xuống mức thấp nhất. Chiến dịch bảo vệ người nhóm nguy cơ là một giải pháp đã được chứng minh hiệu quả từ cuối năm 2021. Người thuộc nhóm nguy cơ được bảo vệ qua nhiều lớp. Đầu tiên là thông qua khám sức khỏe, tầm soát để nhận biết được người thuộc nhóm nguy cơ và tự bảo vệ, hoặc khai báo F0, gọi đường dây tư vấn để được bảo vệ. Lớp thứ hai là gia đình khai báo F0 và bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ không tiếp xúc F0. Lớp bảo vệ thứ ba là ban chỉ đạo cấp quận, huyện, phường, xã, thị trấn triển khai hiệu quả đợt cao điểm chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, cập nhật danh sách người thuộc nhóm này, xét nghiệm phát hiện F0 và điều trị monopiravir. Lớp thứ tư là trạm y tế nhắn tin, nhận tin nhắn cảnh báo, thăm hỏi sức khỏe từ xa, xem xét chỉ định monopiravir. Mới đây nhất, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chuyển đổi số xác nhận F0, gửi tin nhắn cảnh báo F0 là người thuộc nhóm nguy cơ đến trạm y tế. Tiện ích này giúp cho nhân viên y tế của trạm giảm thiểu sai sót, giúp theo dõi sát và không bỏ sót nhóm người bệnh nguy cơ cao để kịp thời tư vấn và cung cấp thuốc điều trị, cũng như nhập viện ngay khi có chỉ định. Ghi nhận của phóng viên HTV tại trạm y tế vừa triển khai tiện ích này. Phường 14, quận 11 có gần 20.000 dân, nhưng trạm y tế phường chỉ có 6 nhân viên y tế. Từ khi áp dụng quy trình chuyển đổi số cấp giấy hoàn thành cách ly tại nhà cho F0, công việc tại trạm y tế này đã dần giảm tải. Bệnh nhân khai qua cái app thì trạm y tế phường 14 đã thu nhận được cái họ tên, với địa chỉ, với cái ngày mắc bệnh của bệnh nhân đó. Rồi trạm y tế mới là tư vấn lại bệnh nhân đó và cách ly tại nhà. Xong thời gian 7 ngày thì lên trạm y tế, họ lấy cái giấy hoàn thành cách ly với cái quyết định cách ly luôn. Thưa quý vị, đối với các nhân viên y tế tại trạm y tế, ngoài việc công tác phòng chống dịch thì họ còn đảm đương rất nhiều công việc khác trong việc hỗ trợ chăm lo sức khỏe của nhân dân. Việc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quy trình chuyển đổi số trong việc hoàn thành cách ly F0 tại nhà góp phần rất lớn trong việc là hỗ trợ họ trong công tác phòng chống dịch, và đồng thời thì giúp cho bản thân người dân sẽ thuận tiện hơn trong việc khai báo. Mình sẽ không bỏ sót vì lý do, bất cứ vì lý do nào mà bệnh nhân là không gọi được. Thì bây giờ bệnh nhân mình đã cập nhật được, mình biết được vậy rồi. Trong khoảng thời gian đó, bệnh nhân có dương tính, có ở địa chỉ đó thì mình phải là cấp giấy để cho bệnh nhân thuận tiện khi đi làm lại. Theo các nhân viên y tế, quy trình chuyển đổi số trong công tác quản lý F0 còn giúp việc lưu trữ thông tin người bệnh đơn giản và thuận lợi. Các ban ngành cũng dễ dàng giám sát và hỗ trợ cho trạm y tế một cách nhanh chóng. Quan trọng nhất, với tiện ích vừa được Sở Y tế bổ sung là tin nhắn cảnh báo người F0 thuộc nhóm nguy cơ cao, đã giúp các nhân viên y tế giảm thiểu sai sót, thuận lợi hơn trong việc theo dõi sát và không bỏ sót nhóm người bệnh nguy cơ cao. Ứng dụng cái hệ thống quản lý người bệnh Covid với nhiều cái tiện ích được bổ sung sẽ giúp được cho cái nhân viên y tế cơ sở ở các trạm y tế, có thể làm chúng ta sàng lọc các cái trường hợp mà thuộc nhóm nguy cơ để có kế hoạch tiếp cận, theo dõi, thăm khám, tư vấn điều trị sớm ngay từ đầu. Người dân là F0 phải đủ thời gian cách ly theo quy định và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính với COVID-19. Truy cập vào địa chỉ https://khai báo f0.thanhphohochimin.gov.vn và làm theo các hướng dẫn. Sau đó hệ thống sẽ cấp giấy hoàn thành cách ly tại nhà qua email. Trường hợp không có email thì có thể nhận bản giấy trực tiếp tại trạm y tế nơi F0 cư trú. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các quận huyện, phường xã nhanh chóng hướng dẫn triển khai quy trình khai báo F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà, cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly qua nền tảng số. Một số lưu ý quan trọng, khi người dân tự khai báo trên hệ thống chỉ chấp nhận kết quả test nhanh dương tính trước đó tối đa 5 ngày kể từ ngày khai báo. F0 khai báo đầy đủ tất cả thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin được khai báo. Nhân viên y tế tiếp nhận và xử lý các trường hợp F0 phải được tập huấn đầy đủ về quy trình. Tùy theo kết quả test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 10 hoặc 14, trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh về đề xuất thời gian hoàn thành cách ly. Tháng Thanh niên năm 2022 có ý nghĩa hết sức đặc biệt trong bối cảnh nước ta đang nỗ lực thích ứng với dịch COVID-19, vừa phòng dịch, vừa khôi phục kinh tế và phát triển kinh tế. Với chủ đề tuổi trẻ sáng tạo, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2022 nhằm phát huy mạnh mẽ sức mạnh sáng tạo của thanh niên, góp phần tạo ra những công trình, phần việc, sản phẩm, ý tưởng của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, chung sức cùng cộng đồng. 4 nhóm hoạt động trọng tâm được triển khai trong Tháng Thanh niên 2022 gồm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên, tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế, chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi, xây dựng đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Mặc dù là gia đình em gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà bản thân em thì cũng không bao giờ tự ti về cái điều đó. Nhờ sự giúp đỡ của ban lãnh đạo địa phương cũng như là các anh chị ở cơ sở đoàn thì em được tiếp thêm rất là nhiều về động lực cũng như là tinh thần và được giúp đỡ cả về vật chất nữa. Và em hy vọng là sau này khi mà cuộc sống của em khá hơn, ổn định hơn thì em có thể giúp đỡ lại cho mọi người của mình. Có thể nói tháng thanh niên năm 2022 với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo nhằm phát huy mạnh mẽ phẩm chất này của thanh niên, góp phần tạo ra những công trình, phần việc, sản phẩm, ý tưởng của thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội. Qua đó, tinh thần trong sáng, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, các tổ chức cơ sở đoàn ngày càng được củng cố, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi ngày càng được mở rộng, góp phần xây dựng hình thành một lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, chủ động, tự tin trong hội nhập quốc tế. Thưa quý vị, nằm trong một con ngõ nhỏ của thủ đô Hà Nội, nhà ăn chay Không Đồng Nhất Tâm mỗi ngày phục vụ gần 200 suất ăn miễn phí và trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người. Và điểm đặc biệt là ai đến cũng đều được phục vụ. Nhà hàng chay Không Đồng Nhất Tâm nằm trên đường Lê Đức Thọ, thủ đô Hà Nội mới đi vào hoạt động được chừng một tháng. Như mọi ngày, bà Trần Cẩm Tuyết, người sáng lập nhà ăn, cùng các tình nguyện viên lại tất bật chuẩn bị các món ăn để sẵn sàng phục vụ các thực khách đến ăn trưa. Nhà ăn mở cửa vào các buổi trưa từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, mỗi ngày phục vụ khoảng 150 đến 200 suất, thực đơn thay đổi mỗi ngày và hoàn toàn miễn phí, không phân biệt đối tượng phục vụ. Nó rất là thiết thực, phục vụ đủ các thành phần trong xã hội mà. Từ văn phòng rồi đến sinh viên, rồi những người lao động như bọn cô, rồi những người nghỉ như bọn cô đấy. Thường là cứ ra đây ăn, những lúc mà nhỡ không nấu được cơm thì cứ ra đây ăn. Cảm thấy ăn rất là ngon miệng mà vừa vặn, mọi thứ đều ăn rất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là lần đầu tiên là con đến đây ăn ạ. Và con thấy là con là một người rất là mê thịt. Nhưng mà đây là món đồ ăn chay đầu tiên mà con ăn được gần như là hết suất. Xuất phát từ tâm nguyện muốn nấu những bữa ăn chay cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, nay nhà ăn chay Không Đồng của bà Trần Cẩm Tuyết còn đến được với nhiều người hơn, đồng thời lan tỏa tới nhiều người khác cùng tham gia góp sức. Người có tiền góp tiền, người có công góp công, ai nấy được phấn khởi, hoan hỷ phát tâm. Cô vẫn đang đi điều trị bệnh, nhưng mà cô thấy cửa hàng này rất là có ý nghĩa. Thì cô cũng muốn sang để có một sức nhỏ bé của mình vào để lan tỏa cho mọi người, không những là phục vụ ở đây mà từ hôm qua thì lại làm thêm mỗi ngày 30 suất nữa để xuống bệnh viện ca. Tất cả mọi người đều là những người phát tâm, đã đến đây là đều là những người phát tâm. Cả là hàng xóm láng giềng như là bà Thu này, hàng xóm láng giềng này, còn các cháu tự nguyện đến là cứ làm, mọi người làm cùng với lại bà U là cứ làm, không có nghĩ gì tất cả, không có hơn thua gì tất cả, lúc nào cũng vui vẻ hoan hỉ. Thế còn ai mà có muốn đến mà hoan hỉ mà muốn ủng hộ bếp thì có quyển sổ đấy, ghi vào 50.000 hay 30.000 20.000, ký tên rồi là số điện thoại, địa chỉ, tiền mặt ghi vào đây, thế thôi, chứ không có một cái mưu sinh gì cho gia đình tất cả, tại vì 70 tuổi rồi không cần gì đâu, chỉ cần mọi người hiểu được cái ăn chay và có cái tâm từ thiện. Không chỉ là những món ăn chay, các tình nguyện viên tại quán cơm này còn có một mong muốn, đó là được trao yêu thương từ chính sự phục vụ chân thành. Và cũng có lẽ xuất phát từ ý nghĩa tốt đẹp đó mà sau một tháng khai trương, quán cơm lúc nào cũng đông đúc, tấp nập. Không gian nhỏ luôn tràn ngập sự thân thiện, gần gũi giữa người với người. Họ có mặt tại đây, cùng trao cho nhau những nụ cười yêu thương, những ánh mắt vui tươi và một năng lượng tích cực. Hoàng Việt, phóng viên HTV tại Hà Nội. Mời quý vị cũng theo dõi chương mục điểm báo. Thúc đẩy phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long là bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Trong năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phối hợp một số nội dung trọng tâm như tăng cường xây dựng các sản phẩm liên tuyến giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long trên các tuyến mà các tỉnh thành và doanh nghiệp thành phố đã khảo sát trong năm 2020. Đối với các sản phẩm liên tuyến cần phải mới hơn, đặc sắc hơn, hấp dẫn hơn. Sản phẩm liên tuyến giới thiệu giá trị văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm sinh hoạt cộng đồng đặc trưng Nam Bộ là một lợi thế cần được nghiên cứu, phát huy để tạo ra tính cạnh tranh cho sản phẩm của vùng so với các nơi khác. Về phía thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ xây dựng website chung của vùng nhằm quảng bá thương hiệu vùng, quảng bá du lịch các địa phương trong chương trình liên kết một cách hiệu quả. Phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến mời gọi đầu tư du lịch vào thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long để thu hút các nhà đầu tư lớn xây dựng hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch. Ba nhóm biểu hiện ở trẻ em sau khi mắc COVID-19. Các bệnh viện nhi ở thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều triệu chứng hậu COVID-19 ở trẻ em như suy giảm trí nhớ, thở hụt hơi, vận động khó khăn. Có nhiều trẻ phải nhập viện do bị viêm đa hệ thống. Phụ huynh thường đưa con em đến khám với các biểu hiện sau. Nhóm thứ nhất là nhóm trẻ có biểu hiện bị suy giảm trí nhớ, giảm sự tập trung, học hành sa sút, mất ngủ. Một số bé có biểu hiện trầm cảm, thay đổi tinh thần, hành vi tâm lý. Nhóm thứ hai có biểu hiện mệt, thở hụt hơi, ho có nhiều đàm, chức năng hô hấp bị ảnh hưởng. Nhóm thứ ba có biểu hiện gặp khó khăn về vận động. Bác sĩ khuyến cáo trẻ có bệnh lý nền, trẻ từng mắc COVID-19 nặng. Sau khi khỏi bệnh, phụ huynh cần theo dõi kỹ sức khỏe của trẻ, đặc biệt cần được tái khám theo khuyến nghị của bác sĩ điều trị. Trên thế giới, trong suốt 24 năm qua, Mỹ và Nga đã cùng nhau hợp tác xây dựng và bảo trì trạm vũ trụ quốc tế ISS, một trong những kỳ quan công nghệ của nhân loại trong thế kỷ 21. Thế nhưng, sự hợp tác này có thể sẽ sớm kết thúc khi căng thẳng giữa Moscow và các nước phương Tây đã lên đỉnh điểm xung quanh cuộc xung đột của Ukraine. Giờ đây, ISS đang đứng trước một tương lai bất định. Cả chương trình hợp tác không gian giữa Nga, Mỹ và châu Âu cũng bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt qua lại giữa các bên. Hãy cùng tìm hiểu sự việc trong Nhìn ra thế giới ngày hôm nay. Trạm vũ trụ quốc tế ISS là kết quả của sự hợp tác quốc tế giữa 5 cơ quan vũ trụ từ 15 quốc gia, bao gồm Canada, một số quốc gia châu Âu, Nhật Bản, Nga và Mỹ. ISS được phóng vào năm 1998 và trở thành một khu phức hợp dài gần như một sân bóng đá với 8 dặm đường dây điện, một mẫu Anh các tấm pin mặt trời và 3 phòng thí nghiệm công nghệ cao. Ngày 31 tháng 10 năm 2000 đã ghi một dấu mốc quan trọng của ISS khi phi hành đoàn đầu tiên gồm một người Mỹ và 2 người Nga đã lên trạm vũ trụ từ Kazakhstan. Nga là đối tác của chúng tôi. Từ những năm 1990, họ không thể hoạt động nếu không có chúng tôi. Chúng tôi không thể hoạt động mà thiếu họ. Vì vậy, đó thực sự là một quan hệ đối tác quốc tế. Trong thời gian làm việc trên ISS, ba phi hành gia luôn hòa thuận với nhau. Nhưng đôi khi, căng thẳng bùng lên giữa họ và hai cơ quan kiểm soát sứ mệnh ở Houston và ngoại ô Moscow. Trạm vũ trụ, như tôi đã nói, phần lớn bị cô lập khỏi các sự kiện chính trị khác. Nhưng bạn biết đấy, nó không phải là bất khả chiến bại. Đã có những lo ngại được đưa ra sau khi Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos Dmitry Rogozin cảnh báo về việc rút tay khỏi ISS như hành động đáp trả tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc áp trừng phạt lên chương trình không gian của Nga. Ông Rogozin cho biết, Nga rút khỏi ISS có thể khiến trạm vũ trụ 500 tấn này mất kiểm soát, rơi khỏi quỹ đạo và có khả năng hạ cánh xuống Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ hay bất cứ vùng dân cư đông đúc nào trên hành tinh. Hiện Nga đang đóng vai trò là trung tâm của ISS nhờ nắm giữ các mô đun cần thiết cho việc duy trì hoạt động bình thường của trạm vũ trụ, thực hiện vận chuyển hàng hóa và tham gia các thay đổi của phi hành đoàn. Nga cũng chịu trách nhiệm duy trì trạm quốc tế trên quỹ đạo. Hàng năm, Nga đều thực hiện các điều chỉnh độ cao bằng động cơ của các tàu tự động tiến bộ. Các quan chức NASA vẫn thận trọng trong các tuyên bố nói rằng việc hợp tác thường xuyên vẫn đang diễn ra và họ không thấy có dấu hiệu thay đổi nào. Về mặt chính thức, ISS được thiết lập để hoạt động đến năm 2024. Tuy nhiên, hầu hết các bên liên quan đều mong muốn thời hạn hoạt động của trạm có thể kéo dài đến năm 2028 hoặc 2030. Hiện 4 phi hành gia NASA, 2 phi hành gia Nga và 1 phi hành gia châu Âu vẫn đang ở trên trạm vũ trụ. Kể từ năm 2000, khi những nhà du hành vũ trụ đầu tiên tới ISS, nơi đây thường cố gắng tránh xa các bất đồng chính trị dưới mặt đất. Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Ukraine đang tác động tới các mối quan hệ đối tác bắt đầu từ 3 thập kỷ trước nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Nga và phương Tây. Theo NASA, hiện tại trạm vũ trụ quốc tế vẫn hoạt động như bình thường. Không ai trong số các phi hành gia hoặc nhà du hành trên ISS phát ngôn công khai về xung đột Nga-Ukraine. Chúng tôi hiểu rõ tình hình hiện nay, nhưng chúng tôi không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các đối tác của chúng tôi không tuân thủ cam kết hợp tác. Các nhóm nghiên cứu của NASA và Roscosmos vẫn trò chuyện, đào tạo và làm việc cùng nhau. Các hoạt động của ISS với sự tham gia của Nga vẫn tiếp tục diễn ra theo kế hoạch. Tàu vũ trụ Soyuz của Nga vẫn vận chuyển các phi hành gia lên ISS từ sân bay ở Kazakhstan và từ ISS trở về trái đất theo kế hoạch trong tháng 3 này. Tuy nhiên, số phận của phòng thí nghiệm tinh thể plasma của Đức, Nga được gọi là PK4 vẫn chưa chắc chắn. Dự án do Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức đồng lãnh đạo đã ngừng mọi hợp tác với Nga. Nhiều mối quan hệ đối tác không gian khác cũng đang rạn nứt theo địa chính trị trên trái đất. Nhiều dự án khác cũng phải đối mặt với tương lai bất định. Nga đã dừng các vụ phóng từ sân bay vũ trụ của châu Âu ở Guyana thuộc Pháp, ngừng bán động cơ tên lửa cho Mỹ và không còn hợp tác với NASA trong sứ mệnh đã lên kế hoạch tới sao Kim, có tên là Veneradi. Tuy nhiên, NASA vẫn tiếp tục sử dụng hệ thống thông tin liên lạc ở Nga để giúp chuyển dữ liệu từ tàu vũ trụ trên sao Hỏa về trái đất. Tương lai của mối hợp tác này vẫn chưa rõ ràng. NASA cũng có 4 nhiệm vụ khoa học với các nhóm thiết bị do Nga dẫn đầu, chẳng hạn như máy dò neutron trên tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity, và tất cả vẫn tiếp tục hoạt động. Chúng ta cần một ví dụ về việc hai quốc gia đang không có quan hệ thân thiện vẫn có thể làm việc ở đâu đó một cách hòa bình. Và ở đây là trạm vũ trụ quốc tế. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đấu tranh để giữ lấy điều này. Rõ ràng, căng thẳng giữa Nga và Mỹ xung quanh vấn đề Ukraine đang khiến Roscosmos và NASA xa rời nhau. Điều này có thể mở ra một cuộc đua mới và kỷ nguyên hợp tác không gian mới. Từ tháng 8 năm 2021, Roscosmos cho biết Nga có kế hoạch rút khỏi ISS và xây dựng trạm vũ trụ quốc gia của riêng mình trong bối cảnh ISS sắp hết thời hạn hoạt động. Roscosmos đang chuẩn bị cho các cuộc thám hiểm không gian của riêng mình và hợp tác với các quốc gia khác thay vì NASA. Vẫn chưa rõ cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ kết thúc như thế nào, nhưng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga có thể khiến Moscow rút khỏi ISS. Nếu Nga từ chối tham gia vào ISS và có động thái đi xa hơn, chẳng hạn như tách rời các mô đun của họ, thì liệu các quốc gia liên quan còn lại có thể giữ cho ISS ở trên quỹ đạo hay không? Câu trả lời là có, nhưng điều này có thể mất thời gian, tiền bạc và công sức. Mỹ có một tàu vũ trụ có thể thực hiện công việc này, đó là tàu Cygnus do Northrop Grumman chế tạo. Mặc dù tên lửa này của Cygnus phụ thuộc vào các thành phần được sản xuất ở Ukraine, nhưng tàu này có thể bay với tên lửa Atlas V của Mỹ và có thể được phóng trên SpaceX Falcon 9. Một phương tiện khác có thể giúp duy trì quỹ đạo của ISS là Starliner của Boeing, dự kiến sẽ đáp lên ISS lần đầu tiên trong năm nay. SpaceX Dragon, phương tiện chính của Mỹ, lên ISS không có khả năng nâng ISS. NASA cho biết công ty này vẫn đang nghiên cứu có thể làm những gì để giữ ISS ổn định. Bên cạnh đó, Mỹ đang lên kế hoạch thay thế dài hạn cho ISS bằng các trạm vũ trụ thương mại. Tuy nhiên, NASA vẫn muốn thu về lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình vào trạm vũ trụ, và Nga cũng có rất nhiều động lực để tiếp tục hợp tác. Phần lớn công việc của họ là cung cấp và vận hành ISS. Chỉ một số ít nhà phân tích tin rằng Nga có tiềm lực tài chính và cách thức để khởi động trạm vũ trụ của riêng mình trong thập kỷ tới, và nước này không thể tiếp cận trạm vũ trụ mới của Trung Quốc từ các địa điểm phóng hiện tại. Thưa quý vị, các thỏa thuận về trạm vũ trụ quốc tế ISS đã được ký kết khi Liên Xô vẫn còn là một đối thủ của Mỹ trong chiến tranh lạnh, và Nga sau đó tham gia dự án như một phần của hòa giải toàn cầu vào những năm 1990. Trong bối cảnh hiện nay, liệu ISS có thể trở thành điểm hòa giải lần thứ hai hay không? Đây là câu hỏi cần có thời gian để trả lời. Đến đây thì mục Nhìn ra thế giới xin được phép khép lại. Đêm qua theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ sau hội nghị thượng đỉnh trực tuyến hồi tháng 11 năm 2021. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong cuộc trao đổi này, Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định với ông Biden rằng xung đột và đối đầu không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Ông Tập cũng cho biết hòa bình và an ninh là những kho báu quý giá nhất với cộng đồng quốc tế và cuộc khủng hoảng tại Ukraine là điều mà Trung Quốc không muốn chứng kiến. Ông Tập cũng cho rằng Trung Quốc và Mỹ cần đưa quan hệ song phương đi đúng hướng, hai bên cần gánh vác trách nhiệm quốc tế và nỗ lực xây dựng hòa bình toàn cầu. Về phần mình, Nhà Trắng cho biết cuộc điện đàm kéo dài gần 2 giờ đồng hồ nhưng chưa tiết lộ nội dung đối thoại. Trong tối qua, Điện Kremlin cho biết, theo sáng kiến của phía Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về tình hình Ukraine. Theo thông báo của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đưa ra những đánh giá của mình về tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa các đại diện của Nga và Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, phía Ukraine đang cố gắng bằng mọi cách để trì hoãn quá trình đàm phán, đưa ra ngày càng nhiều đề xuất phi thực tế. Tuy nhiên, Nga sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm các giải pháp phù hợp với các cách tiếp cận có nguyên tắc rõ ràng của mình. Trước đó, ngày 17 tháng 3, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Sharl Michel. Trong thông báo của Điện Kremlin lưu ý rằng, Kiev không thể hiện thái độ nghiêm túc trong việc tìm kiếm các giải pháp được cả hai bên chấp nhận. Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cùng ngày cho rằng, hình thức đàm phán giữa Ukraine và Nga nên được thay đổi. Theo ông, Tổng thống Nga và Ukraine, ông Putin và ông Zelensky trước tiên nên gặp nhau, sau đó là các nhà đàm phán cấp thấp hơn. Ngày 18 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã phát hiện một chương trình của Mỹ tài trợ cho hơn 30 phòng thí nghiệm sinh học tại Ukraine. Moscow đã kêu gọi mở cuộc điều tra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng 30 phòng thí nghiệm do Mỹ hậu thuẫn đã gây ra mối đe dọa lớn cho các nước láng giềng. Bà Zakharova nói do không có cơ chế xác minh theo Công ước về vũ khí sinh học và độc tố BTWC, nên không thể giám sát mức độ mà các phòng thí nghiệm này tham gia vào các chương trình khác của Mỹ. Nga đang đề xuất có một giao thức ràng buộc pháp lý về một cơ chế xác minh hiệu quả trong khuôn khổ BTWC. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp khẩn vì tố cáo trên của Nga. Tại đây, Mỹ tố cáo ngược lại phía Nga, lo ngại rằng phiên họp là một cố gắng của Nga nhằm đặt nền tảng cho việc sử dụng vũ khí sinh học và hóa học tại Ukraine. Thưa quý vị, tiến sĩ họa sĩ Đỗ Chung được biết đến là một trong những họa sĩ có niềm đam mê mãnh liệt với trường phái tranh trừu tượng. Cùng với niềm đam mê hội họa, ông còn được biết đến là một nhà nghiên cứu văn hóa nghệ thuật dân tộc và có nhiều đóng góp cho các công trình nghiên cứu nghệ thuật trống đồng Đông Sơn. Mặc dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng ngọn lửa đam mê và sự sáng tạo trong ông vẫn chưa bao giờ có điểm dừng. Minh chứng là buổi triển lãm tranh với chủ đề Người đàn bà đi tìm mặt trời đã được khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu dõi theo hành trình sáng tác của họa sĩ Đỗ Chung, hẳn nhiều người còn nhớ tới những tác phẩm phản ánh đời sống, sinh hoạt và vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước đã ghi được những dấu ấn đẹp trong lòng khán giả. Tại triển lãm lần này, người xem sẽ tìm thấy sự mới mẻ trong tư duy rất nhân văn của ông về người phụ nữ. Mặt trời, tức là người đàn bà muốn đi tìm một cái ánh sáng ở trên bầu trời. Có một cái ánh sáng đó mà ánh sáng đó tỏa sáng suốt nhân loại. Không phải là cái ánh sáng này chỉ riêng người đàn ông được hưởng thụ, mà ánh sáng này là nó chia đều. Nửa bên kia đàn ông và nửa bên này là đàn bà, thì người ta cũng như nhau hết. Tính gợi mở hiện hữu rất lớn trong tranh của họa sĩ Đỗ Chung. Người xem vẫn nhận ra một Đỗ Chung quen thuộc với chất liệu sơn dầu cùng nghệ thuật trừu tượng, kỹ thuật điêu luyện trong sử dụng màu sắc và kết hợp ánh sáng để tạo ra chuyển động có chủ ý trong từng tác phẩm. Phong cách vừa qua từ cổ đồng rất là truyền thống của anh là những cái bức tranh mà dường như người ta là sợi có độ rung, những cái sợi màu được họa sĩ diễn tả trong tranh như những rung như làn sóng rất trừu tượng. Nó gọi người ta cái sự suy tưởng bản thân người cao tuổi. Nghệ sĩ có tuổi vẫn luôn tìm những cái mới, cho đây là cái điều rất hay, tôi rất trân trọng anh Đỗ Chung. Đề tài của thầy là người đàn bà đi tìm mặt trời, là một cái gì đó mà nó rất là trừu tượng nhưng nó rất là sâu thẳm mà con người ta muốn hướng đến hoàn mỹ và nó đẹp hơn. Gần 30 tác phẩm trong triển lãm lần này với nhiều kích thước khác nhau được họa sĩ sáng tác từ năm 2020 đến nay. Đặc biệt những bức tranh khổ lớn có một sức hút mãnh liệt với ông và mang đến cho người yêu tranh nhiều cung bậc cảm xúc, những khắc khoải, mong cầu về những điều rất bình dị dành cho người phụ nữ. Thông qua các tác phẩm có thể cảm nhận sự lao động nghiêm túc và không ngừng cống hiến của ông dành cho nền nghệ thuật hội họa. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 3 đến hết ngày 27 tháng 3 năm 2022. Bản tin sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.